Chào các em. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức. Cô là Phạm Thị Ái Vân, là giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Rất vui khi đồng hành với các em trong tiết học hôm nay. Tiết 3, bài 22, Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất 1965-1973. Ở hai tiết học trước, các em đã tìm hiểu về cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam trong những năm 1965-1968, chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh trong những năm 1969-1973, và nhân dân miền Bắc cũng phải trực tiếp đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ trong những năm 65-68. Vậy, trong giai đoạn 69-73, tình hình cách mạng miền Bắc đã diễn ra như thế nào? Cuộc chiến đấu của nhân dân hai miền Nam Bắc chống đế quốc Mỹ xâm lược có kết quả ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần hai bằng không quân và hải quân của Mỹ. Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Bài học hôm nay tương ứng với hai đề mục lớn trong sách giáo khoa. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung cơ bản sau. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của Mỹ. Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của quân dân miền Bắc. Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Và cuối cùng, chúng ta cùng so sánh Hiệp định Paris năm 1973 về Việt Nam với Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên. Bốn La Mã, miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mỹ và làm nghĩa vụ hậu phương trong những năm 1969-1973. Mục một nhỏ, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đây là đơn vị kiến thức giảm tải, các em chủ động tự nghiên cứu thêm ở nhà. Trong khuôn khổ tiết học hôm nay, cô trò chúng ta tập trung làm rõ mục 2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương. Nhiệm vụ học tập của các em trong phần này là đọc sách giáo khoa trang 184-185, xem các đoạn phim tư liệu mà cô cung cấp và trả lời các câu hỏi sau. Mỹ đã mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai như thế nào? Kết quả ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của quân dân miền Bắc cuối năm 1972 là gì? Như các em đã biết, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân dân miền Nam đã buộc Mỹ phải tuyên bố phi Mỹ hóa chiến tranh xâm lược, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. Và nhân dân miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục sản xuất để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và để chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Giữa lúc cách mạng hai miền Nam Bắc phát triển thuận lợi, thì ngày 16 tháng 4 năm 1972, Mỹ đã tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai bằng không quân và hải quân. Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí hiện đại của cả lực lượng không quân và hải quân tiến hành những cuộc không kích, ném bom, phong tỏa, phá hoại miền Bắc. Đây là các chiến hạm, các tàu sân bay mà Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc và các loại vũ khí chiến lược đường không của Mỹ. Vậy, Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí hiện đại của các lực lượng không quân và hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc như thế nào? Cô mời các em xem đoạn phim tư liệu sau. Rạng sáng ngày 16 tháng 4 năm 1972, lần đầu tiên B-52 tiến sâu vào một khu vực có quả lực phòng không mạnh mẽ, ném bom rải thẳng. Ngày 9 tháng 5 năm 1972, trong khuôn khổ chiến dịch Lai Bách Bách Thương 1, kế hoạch phong tỏa đường sông, đường biển miền Bắc lần thứ hai của Hải quân Mỹ đã bắt đầu. 166 điểm nút giao thông đường thủy cùng các bến phà, cửa sông, bến cảng ở 10 tỉnh thành miền Bắc, suốt từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến cửa Tùng, cửa Việt bị đánh phá với mức độ không tuyệt chưa từng có. Khác với lối đánh leo thang thời Liên Xô Trung Sơn trước đó, Đức Trạch Đức Sơn chủ trương đánh nhanh, đánh mạnh, đánh khủng đầu ngay tầm. Cùng một lúc,
các tuyến đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển miền Bắc đều bị ngăn chặn triệt để. Tính từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, Mỹ đã thả gần 8.000 quả thủy đô và bom từ trường, không kể bom mìn thất bại, xuống các cửa sông, cửa biển, bến phà miền Bắc, quyết tâm đè bẹp ý chí của Hà Nội trên chiến trường và trên bàn đàm phán Paris. Đã có 40% tổng số máy bay chiến thuật, 50% máy bay chiến lược, 65 tàu chiến và 7 tàu sân bay. Một lực lượng quân sự khổng lồ được huy động để đánh phá miền Bắc trong suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại lần thứ hai. Lực lượng này đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom liên hoàn chiến thuật theo lối nhảy cừ, đánh nhanh, đánh mạnh với cường độ lớn ngay từ đầu. Mong muốn quân đội nhân dân Việt Nam phải hạn chế các hoạt động tấn công ở miền Nam. 10 giờ 41 phút sáng ngày 18 tháng 12 năm 1972, 28 máy bay chiến lược B-52 nhận lệnh cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam, thẳng hướng về phía lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 17 giờ 18 phút cùng ngày, 21 chiếc B-52 tại sân bay Utapao, Thái Lan bắt đầu xuất kích phối hợp với các phi đội Guam trong chiến dịch Linebacker 2 đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và các khu vực lân cận. Waterboy đánh giá đây là một lực lượng ném bom tấn công phối hợp lớn nhất kể từ sau Thế chiến lần thứ hai của không quân Mỹ. 19 giờ 45 phút, các tốp B-52 bắt đầu chốt bom xối xả xuống thủ đô Hà Nội, mở màn một trong những chiến dịch tập kích đường không có cường độ lớn nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Richard Nixon đã quyết định sử dụng B-52 như gián bài xả láng sau cùng, hầu như Hà Nội phải khuất phục trên bàn đàm phán Paris. Thế giới đã thấy được gì từ những tan tóc, tàn phá kinh hoàng mà bom B-52 đã để lại trên đường phố Hà Nội mùa Giáng sinh năm 1972. Đó là sự ghê sợ về một kiểu tội ác dã man, chẳng khác gì sự diệt chủng mà McNamara đã đề cập đến. Câu chuyện bi thương tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế lớn nhất miền Bắc Việt Nam, trong đêm 22 tháng 12, hẳn sẽ còn khiến người ta phải giật mình thảng thốt trong nhiều thập kỷ. Như vậy, với âm mưu phá tiềm lực kinh tế quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam, uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chiến đấu chống Mỹ của nhân dân hai miền Nam Bắc, và giành ưu thế trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Giữa tháng 4 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon đã chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Mỹ đã sử dụng các lực lượng không quân và hải quân ném bom phong tỏa cảng Hải Phòng, các cửa sông, luồng lạch và vùng biển miền Bắc. Và đến cuối năm 1972, để hỗ trợ cho mưu đồ chính trị ngoại giao mới, Tổng thống Mỹ Nixon đã phê chuẩn kế hoạch mở một cuộc tập kích chiến lược đường không bằng siêu pháo đài bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố trong suốt 12 ngày đêm liên tục. Từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, nhằm giành một thắng lợi quân sự quyết định, buộc Việt Nam phải ký một hiệp định có lợi cho Mỹ. Vậy, dưới mưa bom, bão đạn và thủy lôi của các lực lượng không quân và hải quân Mỹ, nhân dân miền Bắc đã chiến đấu như thế nào? Cô mời các em xem đoạn phim tư liệu sau. Dưới tầm lửa đạn ác liệt của không quân và hải quân Mỹ, cuộc sống nổi như thần thoại của quân và dân miền Bắc trong lao động và chiến đấu từ đây chính thức bắt đầu. Toàn miền Bắc Việt Nam được quân sự hóa cao độ, hàng ngàn đội dân quân du kích tự vệ được gấp rút thành lập, trực tiếp đảm đương nhiệm vụ bảo vệ xứ làng, bảo vệ các nhà máy xí nghiệp bằng mọi loại vũ khí có được. Cả miền Bắc lần lượt bước vào trận chiến với khí thế sục sôi, nhà tan cửa nát cũng hừng, đánh xâm nhập Mỹ cực kỳ sớm xa. Mọi đời sống cá nhân từng được hy sinh cho mệnh lệnh của tập thể, đảm bảo thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.
hướng đến mục tiêu cao nhất là đánh bại cuộc chiến tranh thắng lợi miền Bắc của đế quốc Mỹ, duy trì sinh hoạt và sản xuất để đảm bảo yêu cầu chi viện chiến lược cho chiến trường Việt Nam. Tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện có chiến tranh, quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh thắng bại của không quân và hải quân Mỹ, phát huy vai trò của hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam. Nhân dân miền Bắc đã được chuẩn bị kỹ càng trong cuộc đối đầu lịch sử. Quân chủng hải quân và các địa phương ven biển, các ban ngành hoạt động trên biển đều tổ chức nhiều trận địa quan sát, tổ đà phá, tháo gỡ thủy lôi tại chỗ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng mà đến ngày 13 tháng 9 năm 1972, luồng sông Tranh lạc huyện được khai thông. Tiếp đến là luồng cửa cấm Đồ Sơn, bảo đảm an toàn cho các tuyến vận chuyển hàng, hàng hóa Hải Phòng, Quảng Ninh. Ngày 31 tháng 10, đến lượt luồng cửa Hội, bến Thủy và luồng sông Danh, bến Phà Xuân Sơn, sạc bóng thủy lôi, bom từ trường, mở toan con đường vận chuyển người và hàng vào Nam. Vài tháng sau khi diễn ra chiến dịch Lan Bê Cơ 1, hệ thống phòng không miền Bắc đã từng bước thích nghi với các chiến thuật và thủ đoạn ác liệt mới của không quân và hải quân Mỹ. Với sự sáng tạo, ứng biến linh hoạt, quân dân miền Bắc đã nhanh chóng tìm ra các giải pháp đối phó hữu hiệu, liên tục điều chỉnh chiến tài, tập huấn các phương thức tác chiến mới và càng đánh càng mạnh. Hoạt động hiệu quả của bộ đội radar, tên lửa, không quân và pháo tân xạ một lần nữa lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các phi công Mỹ. Đến tháng 10 đã có 651 máy bay, 80 tàu chiến các loại của Mỹ bị hệ thống phòng không miền Bắc bắn hạ. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân miền Bắc đã làm nên chiến thắng oanh liệt, Điện Biên Phủ trên không, chấn động cả thế giới. 81 máy bay hiện đại nhất của Mỹ, trong đó có 34 B-52 bị bắn hạ, với gần 100 phi công kỳ cựu tử hạ hoặc bị bắt làm tù binh, trở thành đoàn tráng báo với toàn nước Mỹ. Hãng Reuters bình luận: với cái đà mất máy bay phi công này thì toàn bộ lực lượng không quân chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á sẽ hết nhắm. Trước thực tế đó, ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon buộc phải ra lệnh chấm dứt hoàn toàn chiến dịch Lan Bê Cơ 2, đồng thời nhanh chóng nối lại đàm phán Paris để tìm kiếm giải pháp chính trị rút khỏi chiến tranh Việt Nam. Những thước phim tư liệu vừa rồi đã cho các em thấy tinh thần chiến đấu hết sức anh dũng của nhân dân miền Bắc. Nhân dân miền Bắc đã chủ động ứng phó ngay từ đầu trong bất kỳ tình huống nào xảy ra. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm tất cả để đánh thắng giặc Mỹ. Trong thời gian Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhân dân miền Bắc phải vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương. Và đến cuối năm 1972, đã giành một thắng lợi quân sự quyết định mà thế giới gọi đó là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đối với người Mỹ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không có kết quả và ý nghĩa như thế nào? Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là một thắng lợi quân sự quyết định, đã đập tan mưu đồ chiến lược của Mỹ, đã đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không bằng siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đã buộc Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc và quay trở lại bàn đàm phán, ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Vậy, để biết được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Paris như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo. Năm La Mã, Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhiệm vụ học tập của các em là đọc sách giáo khoa trang 186-187, xem các đoạn phim tư liệu mà cô cung cấp, vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi sau. Những điều khoản cơ bản của Hiệp định Paris năm 1973 là gì? Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris năm 1973 là gì? So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
năm 1973 với Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Như các em đã biết, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân dân miền Nam đã buộc Mỹ phải chấp nhận đến bàn đàm phán tại Hội nghị Paris ngày 13 tháng 5 năm 1968 để bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hội nghị Paris là một cuộc đàm phán về hòa bình kéo dài nhất, gay go và phức tạp nhất trong lịch sử chính trị quốc tế ở thế kỷ 20. Và cuối cùng, sự thất bại của Mỹ trên chiến trường, phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mỹ, nhân dân tiến bộ trên thế giới, và đặc biệt, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của quân dân miền Bắc cuối năm 1972 đã buộc nhà cầm quyền Mỹ phải chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán và ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đây là quang cảnh của buổi lễ ký kết chính thức Hiệp định Paris về Việt Nam. Có thể nói rằng, Hội nghị Paris là một sự kiện ngoại giao chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị quốc tế. Với những cuộc đấu lý, đấu trí hết sức quyết liệt và gay cấn, để rồi cuối cùng chiến thắng đã thuộc về chính nghĩa và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã đi đến thắng lợi. Người phụ nữ ở vị trí trung tâm của bức ảnh này, đó chính là bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Về sau, khi nói về sự kiện này, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ: "Khi đặt bút ký vào bản hiệp định, tôi vô cùng xúc động, nghĩ đến những đồng bào, đồng chí, đến anh em bạn bè ở cả hai miền Nam Bắc, nghĩ đến những người đã ngã xuống, không còn có thể biết được sự kiện trọng đại này. Tôi bỗng trào nước mắt. Đó có lẽ là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ngoại giao của tôi." Vậy, để hiểu rõ vì sao việc ký Hiệp định Paris năm 1973 là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định. Cô mời các em xem đoạn phim tư liệu sau. Ngày 27 tháng Giêng 1973, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế trên phố Lê Bè, bốn bộ trưởng ngoại giao của bốn phái đoàn đàm phán, Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, William Rogers, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, gần nhất lắm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, đã đặt bút ký vào 32 văn bản hiệp định trong sự dõi theo của cả thế giới. Tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Hội nghị Paris đã trải qua 4 năm 8 tháng 16 ngày, 202 phiên họp công khai và 24 cuộc họp kín bí mật, trở thành cuộc đàm phán dài ngày nhất chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên một văn bản hiệp định nhưng lại có sự khác nhau trong cách sử dụng ngôn từ giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng sự sai khác này chỉ mang ý nghĩa hình thức. Điều 1, Hiệp định Paris năm 1973 quy định: Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi Hiệp định Geneva. Mỹ cuối cùng đã buộc phải công nhận độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam mà họ đã trì hoãn gần 20 năm khi từ chối ký biên bản thực thi Hiệp định Geneva. Nội dung hiệp định còn quy định những vấn đề có ý nghĩa quan trọng then chốt như quân đội Hoa Kỳ và đồng minh phải rút toàn bộ khỏi Việt Nam trong thời hạn 60 ngày. Tất cả tù binh chiến tranh của các bên sẽ được trao trả không điều kiện. Các tù nhân chính trị sẽ được thả tự do sau đó theo thỏa thuận chi tiết của các phía Việt Nam, v.v. Hiệp định Paris có hiệu lực vào ngày 28 tháng 1 năm 1973, gồm có 9 chương và 23 điều khoản, trong đó có các điều khoản cơ bản sau. 1. Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Các em lưu ý, độc lập,
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đấy chính là bốn quyền dân tộc cơ bản mà nhân dân Việt Nam phải trải qua gần 30 năm chiến tranh giải phóng mới giành lại được. Hai bên ngừng bắn ở miền Nam lúc 24 giờ ngày 27 tháng 1 năm 1973 và Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc Việt Nam. 3. Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình, quân đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu về quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 4. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. 5. Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, đó là chính quyền của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chính quyền Sài Gòn. Hai quân đội là quân đội cách mạng và quân đội Sài Gòn. Hai vùng kiểm soát là vùng kiểm soát của lực lượng cách mạng và của chính quyền Sài Gòn. Ba lực lượng chính trị gồm có lực lượng cách mạng, lực lượng hòa bình trung lập và lực lượng của chính quyền Sài Gòn. 6. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt. 7. Hoa Kỳ cam kết góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam, Đông Dương và thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam. Các em biết không, sự thành công của Hội nghị Paris và Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với những nội dung cơ bản mà chúng ta vừa tìm hiểu có vai trò và đóng góp rất lớn của một nhà thương thuyết chiến lược, Lê Đức Thọ. Ông chính là cố vấn đặc biệt của phái đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong suốt gần 5 năm diễn ra hội nghị, tên tuổi của ông đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Và đối thủ của ông trên bàn đàm phán là tiến sĩ Đại học Harvard Henry Kissinger, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Với những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, các nhân vật chủ chốt của đàm phán là Lê Đức Thọ và Henry Kissinger đã được Ủy ban Nobel trao tặng Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1973. Nhưng ông Lê Đức Thọ đã từ chối vì cho rằng nền hòa bình thực sự chưa đến với dân tộc Việt Nam. Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết tuy chưa phải là sự kiện kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, nhưng nó có ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao. Đây là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao, là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc, mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, buộc Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và rút hết quân về nước, tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. Hiệp định Paris năm 1973 không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam mà còn có tác động lớn đến quốc tế. Cô mời các em xem đoạn phim tư liệu sau. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết đã trở thành một sự kiện truyền thông nổi bật của báo chí quốc tế. Tin tức về sự kiện này được đăng tải trên trang nhất của các báo với những hàng tích lớn nổi bật. Tờ Nhân Đạo Pháp viết: thắng lợi giành được như thế của người Việt Nam, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ có một tầm dốc lớn lao. 2 tháng 3 năm 1973 có một cái cuộc hội nghị quốc tế gồm có 12 nước quốc tế nữa đến dự, trong đó là ngoài là đại diện của các nước ra cũng là Bộ trưởng Ngoại giao thì có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Thế thì tại sao hội nghị như thế này
là có cái hội nghị quốc tế này để mà ký kết một cái gọi là định ước về hiệp định Paris về Việt Nam. Tức là nó có ý nghĩa, cái định ước này có ý nghĩa là cái hiệp định này được quốc tế công nhận. Như vậy, Hiệp định Paris năm 1973 đã được một hội nghị quốc tế công nhận và nó có giá trị pháp lý quốc tế. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu một đơn vị kiến thức nữa, đó là so sánh Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam với Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Để so sánh được thì các em cần phải nhớ lại các kiến thức cơ bản về bối cảnh lịch sử đưa đến việc ký kết, thời gian ký kết, thành phần tham dự, các điều khoản cơ bản, ý nghĩa, tác động. Và trong phần so sánh hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em so sánh theo các tiêu chí cơ bản sau. Điểm giống nhau về hoàn cảnh ký kết giữa Hiệp định Paris năm 1973 với Hiệp định Geneva năm 1954 là đều được ký kết sau những thắng lợi quân sự quyết định. Với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Và chiến thắng Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 là sự kiện trực tiếp buộc nhà cầm quyền Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Tuy nhiên, hai hiệp định này khác nhau về thành phần tham dự. Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết là kết quả của một hội nghị quốc tế. Các nước lớn đã thỏa thuận sau lưng chúng ta và buộc ta phải chấp nhận một văn bản hiệp định trong hoàn cảnh lịch sử không thể khác. Còn Hiệp định Paris năm 1973 là kết quả của 4 năm, 8 tháng, 16 ngày đấu tranh trên bàn hội nghị. Đây là hội nghị 4 bên mà thực chất là 2 bên Việt-Mỹ, không có sự chi phối của các nước lớn. Chính chúng ta thương lượng và quyết định tương lai của mình. Điểm giống nhau của hai văn bản hiệp định này là: thứ nhất, buộc các nước đế quốc phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, đó là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Điểm giống nhau thứ hai, hai bên ngừng bắn, lập lại hòa bình. Điểm giống nhau thứ ba, yêu cầu các nước đế quốc phải rút quân về nước. Khác nhau về nội dung của hai hiệp định có hai điểm khác nhau cơ bản sau. Thứ nhất là về thời gian rút quân. Hiệp định Geneva quy định thời gian rút quân của quân Pháp hoàn toàn khỏi Việt Nam là sau 2 năm. Hiệp định Paris năm 1973 quy định thời gian rút quân chỉ có 60 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Điểm khác nhau thứ hai, Hiệp định Geneva năm 1954 quy định vấn đề tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực theo vĩ tuyến 17. Còn Hiệp định Paris năm 1973 không quy định vị trí đóng quân, tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực. Về ý nghĩa tác động, điểm giống nhau của hai văn bản hiệp định đều là thắng lợi của sự kết hợp đấu tranh giữa ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, đều là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam, đều là những văn bản có giá trị pháp lý quốc tế. Khác nhau giữa hai hiệp định, Hiệp định Geneva năm 1954 không phản ánh đầy đủ những thắng lợi của Việt Nam trên chiến trường. Còn Hiệp định Paris năm 1973 phản ánh đầy đủ những thắng lợi của Việt Nam trên chiến trường. Nên sau đó, so sánh lực lượng giữa ta và địch sau hiệp định có lợi cho Việt Nam và tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. Còn Hiệp định Geneva
So sánh tương quan lực lượng sau hiệp định không có lợi cho Việt Nam. Đây chính là toàn bộ nội dung của bản so sánh. Dựa trên 3 tiêu chí, hoàn cảnh ký kết, nội dung, tác động và ý nghĩa. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của bài học. Các em cần nắm được những nội dung cơ bản sau. Ngoài ra, các em cần nắm vững những phần nội dung so sánh của các chiến lược chiến tranh mà ở tiết học trước, cô giáo đã hướng dẫn cho các em. So sánh giữa Hiệp định Paris năm 1973 về Việt Nam với Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của các em. Chúc các em ôn thi đạt kết quả tốt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.